Xin chào tất cả các bạn, mình là Nhất Tiếu, trưởng đoàn của đoàn Tam Hầu ở Máy Chủ Thanh Long và ở nước Thục. Hôm nay mình có một cái tutorial hướng dẫn các bạn cách xem điểm uy danh ở trong ngọa long, kèm theo cái thao tác của mình. Mình nhớ tới đâu thì mình chia sẻ tới đó. Nếu có góp ý gì các bạn comment dưới. Có một cách để tăng uy danh nhanh nhất đó là vào thế giới, chọn nơi mà mình đang sống và ấn mở rộng. Có rất nhiều tùy chọn mở rộng bạn, tùy theo cái số lượng bạc mà bạn tham gia đầu tư thì sẽ quy ra cái số uy danh. Có một công thức mình không nhầm là bằng cái độ thành chính của bạn nhân với năm và nhân với số bạc. À không, chắc là không nhân với số bạc. Các bạn có thể tự tham gia vào đầu tư và rút ra kinh nghiệm cho mình. Còn một cách nữa đó là dựa vào cái hệ thống chức ở trong thành chính, bạn có thể bấm đổi danh, đổi chiến công thành uy danh. Nhưng mà đây thời gian đầu thì được, còn về sau thì góp chiến công khá nhiều, các bạn không nên sử dụng. Uy danh các bạn có thể đi tấn công các thành ở các nước khác, ví dụ như nước Ngụy. Chọn những thành viên mà có cấp độ với lại là chức vụ yếu tấn công, nếu không khéo thì thua. Nhưng dù sao thua thì bạn vẫn có thể có uy danh, dao động tầm 100 đến 300 tùy vào cấp độ của người chơi. Mình nghĩ đây là hai cái cách tăng uy danh nhanh nhất rồi. Ngoài ra thì có thể vào hội đàm, nhưng mỗi ngày chỉ vào lúc 4 giờ sáng mỗi ngày thì nó mới tạo mới cho mình khoảng 6 lần. Hội đàm thì mang tính chất hên xui. Nếu có uy danh, bạn có thể có rất là nhiều cái lợi, ví dụ như là chức vụ sẽ tăng lên tùy theo cái số uy danh. Và uy danh càng nhiều thì mình sẽ được nhận thêm võ tướng mới. Ok, vậy là có những gì mình biết thì mình đã chia sẻ rồi. Hiện nay là cũng mời các bạn tham gia quân đoàn Tam Hầu. Hiện tại là còn 14 slot cho các bạn. Chúc các bạn chơi game vui vẻ. Xin chào tất cả các bạn, mình là Nhất Tiếu, trưởng đoàn của đoàn Tam Hầu ở Máy Chủ Thanh Long và ở nước Thục. Hôm nay mình có một cái tutorial hướng dẫn các bạn cách xem điểm uy danh ở trong ngọa long, kèm theo cái thao tác của mình. Mình nhớ tới đâu thì mình chia sẻ tới đó. Nếu có góp ý gì các bạn comment dưới. Có một cách để tăng uy danh nhanh nhất đó là vào thế giới, chọn nơi mà mình đang sống và ấn mở rộng. Có rất nhiều tùy chọn mở rộng bạn, tùy theo cái số lượng bạc mà bạn tham gia đầu tư thì sẽ quy ra cái số uy danh. Có một công thức mình không nhầm là bằng cái độ thành chính của bạn nhân với năm và nhân với số bạc. À không, chắc là không nhân với số bạc. Các bạn có thể tự tham gia vào đầu tư và rút ra kinh nghiệm cho mình. Còn một cách nữa đó là
dựa vào cái hệ thống chức ở trong thành chính, bạn có thể bấm đổi danh, đổi chiến công thành uy danh, nhưng mà đây thời gian đầu thì được, còn về sau thì gấp chiến công khá nhiều, các bạn không nên sử dụng. Uy danh các bạn có thể đi tấn công các thành ở các nước khác, ví dụ như nước Ngụy, chọn những thành viên mà có cấp độ với lại là chức vụ yếu tấn công, nếu không khéo thì thua, nhưng dù sao thua thì bạn vẫn có thể có uy danh, dao động tầm 100 đến 300 tùy vào cấp độ của người chơi. Mình nghĩ đây là hai cái cách tăng uy danh nhanh nhất rồi. Ngoài ra thì có thể vào hội đàm, nhưng mỗi ngày chỉ vào lúc 4 giờ sáng mỗi ngày thì nó mới tạo mới cho mình khoảng 6 lần. Hội đàm thì mang tính chất hên xui. Nếu có uy danh bạn có thể có rất là nhiều cái lợi, ví dụ như là chức vụ sẽ tăng lên tùy theo cái số uy danh, và uy danh càng nhiều thì mình sẽ được nhận thêm võ tướng mới. Ok, vậy là có những gì mình biết thì mình đã chia sẻ rồi. Hiện nay là cũng mời các bạn tham gia quân đoàn là Tam Hồng. Hiện tại là còn 14 slot cho các bạn. Chúc các bạn chơi game vui vẻ.